cái gì anh? Dạ, có đậu tương cà. Cơm của anh có cái màu rất là bắt mắt các bạn ha. Này một phần anh. Dạ. Một phần ha. Dạ. Ở đây mình thấy một cái điều các bạn là cơm đấy người ta làm nhiều lắm các bạn, phần ăn đấy anh làm nhiều lắm. Quá trời cua luôn. Có lẽ em nghĩ là cơm chiên cua chắc nó phải mắc hơn mấy cái loại cơm kia anh nhỉ? Mắc hơn ha? Mắc hơn 5 ngàn. Vậy phần bao nhiêu anh? 70. Ôi, sao anh bán rẻ chứ ta? Mình thấy anh đổ một đống cua luôn các bạn ạ. Đây là phần cơm chiên cua của anh các bạn này. Cua rất là nhiều mà anh bán sao? Có đem giặt sữa. Vâng. Thơm quá nhỉ? Mình thấy anh nêm đơn giản thôi mà sao mà anh thơm chứ ta. Dạ biết anh nghe nói là quán của mình là lâu đời lắm hả chị? Đúng rồi. Tính ra là nhiều năm rồi chị? À gần 40 năm rồi. Gần 40 năm rồi. Đúng rồi. Là ngày xưa là mình mới ra mình bán món gì đầu tiên? Cũng là bán món này nhưng mà lúc đó là chưa có bán đồ xào. Dạ. Bán gạc súp thôi nhưng mà cái thời điểm đó bán đắt lắm. Bán gạc nhiều lắm. Gạc tiền thuốc bắc á ha. Bởi vì cái món chánh của mình là món gà tiềm. Vâng. Thành thử gà là bán đắt lắm rồi sau này á là thời hợp cái điểm gà nó bị dịch á. Dạ. Bắt đầu là gà bán chậm lại, bắt đầu mình bán thêm món hủ tiếu xào, cơm chiên đủ các món. Dạ. Thế thế là món gà là mình vẫn giữ tới giờ luôn. Đúng rồi. Là mình đây trong cái nồi này, cái nồi gà đúng rồi, chị? Đây là gà nè. Đấy. Đấy các bạn ơi. Đó, ơi hấp dẫn chưa? Ốc heo nè. Ốc heo. Cái này ốc heo kèm súp, đồ tìm đồ. Wow. Đó cái này là gà hết. Gà hay luôn. Ừ. Mấy cái này gà hết. Vâng. Cái xa hấp sẵn á, cái này mà người ta khách lại là mình bưng ra cho khách. Vâng. À, đúng rồi, nó thật là nóng. Mình tìm là mình tìm kiểu mình tìm sẵn rồi chứ mình bỏ ra thố. Dạ. Dạ, để cho khách ăn đã thưởng thức. Mình tìm một cái nồi lớn ha. Đúng rồi. Dạ, mình bán là một con gà như vậy là bán bao nhiêu chị? 65.000. 65.000 một con gà. Cũng mềm ha. Đúng rồi. Ôi. Ở quán này ở thì là mình giá bán giá là mềm chứ không có bán giá cao, bởi vì mình khu quận 11 chứ không phải là khu quận 3 quận nhất, không bán được giá nhiều. Giá mềm hơn chị giá ha. Giá mềm đúng rồi. Dạ, chị là chị tên gì? Chị tên gì chị? À, cái quán cái tên này là tên của con trai. Dạ. À. Vậy đặc đại còn chị là tên Tinh Nguyên. Chị Nguyên. Chị Nguyên. Ừ. Đấy, giới thiệu với cả nhà đây là chị Nguyên. Chị Nguyên là chủ quán là hơn 40 năm rồi. Ngày xưa là mới ra là chỉ bán gà tiềm ớt, gà tiềm thuốc bắc. Ừ. Ở đây vô cùng nổi tiếng món gà tiềm thuốc bắc. Và ở đây thì ngoài ra thì sau khi mà cái đợt dịch gà ấy chị ha. Ừ. Là gà bán chậm lại. Bán chậm lại chỉ bán bắt thêm. Bắt đầu bán thêm cơm, hủ tiếu xào là từ đó tới nay là bán đồ xào lên luôn. Dạ, vậy ha. Ừ. Ôi, nếu vì mà cơm với hủ xào ngon mà. Dạ. Giá nó cũng mềm. Dạ. Ở trong này nhà mình nhớ chị. Hả? Nhà mình đó chị. Đúng rồi. À, hàng nhà mình bán mềm là đúng rồi. Đúng rồi, là nhà không đó. Dạ. À, với lại con cá đồ á. Vâng. Chứ không có mướn người ngoài, con cá với em đồ. Vâng. Hay gia đình mình làm hết chị ha. Đúng rồi. Vâng. Ở đây là gia đình. Dạ. Ở đây là mấy giờ là mình có đồ bán rồi chị? Là bán sáng rồi, là bắt đầu 10 giờ sáng là bán tới 11 giờ tối. Bán nguyên ngày, bán suốt. Bán xuyên luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi mình tháng mình nghỉ ngày nào không? Không có nghỉ. Không nghỉ ha. Đúng rồi, không có nghỉ, suốt bán suốt, chỉ có nghỉ 2 ngày Tết thôi à. À. Rầm riết bán hết luôn ha. Bán hết, bán không hết có luôn. Nghỉ. Dạ. Ở đây là lợi thế là cái mặt bằng nhà. Đúng nghĩa rồi. Là mấy năm nay là kinh tế cũng khó khăn. Rồi mình có mặt bằng nhà nên nó đỡ nhiều thứ vậy nha. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Nếu mà bán mà hơn 40 năm thì thời đó con gà nhiêu tiền ta? Hồi xưa con gà có nhiêu? Có mấy ngàn. Vâng. Mười mấy ngàn là từ lên tới giờ là mười mấy ngàn một thố đó, ha. Ừ. Mười mấy ngàn là gà chính đó. Gà. Vâng. Người ta cho khách ăn còn mười mấy ngàn là bán tới nay luôn ha. Ừ. Dạ đấy.
không? Một món như vậy mình ước chừng là anh làm hết khoảng mất khoảng 3 phút các bạn ạ. Anh xào hết khoảng 3 phút, 2 đến 3 phút là anh xào xong rồi. Ủa em nghe cái giọng của chị giống như kiểu người Quảng Châu hả chị? Chị người Hoa mà. Người Hoa, vâng. Ừ. Nhưng mà Quảng Đông hay Quảng Châu. Quảng Châu. Quảng Đông. Ôi, đúng mình rồi, Quảng mình Đông. Đoán đúng các bạn. Mình đoán đúng, thế là chị người Quảng Châu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thế là đây quán của chị là gia đình người Hoa, là ngày xưa là mình qua đây là chắc ngày lâu xưa, rồi chị. Ngày xưa là ba của chị là người Triều Châu qua. Người Triều Châu qua. Còn má của chị thì người ở Việt Nam mình, nhưng mà vẫn là người Hoa. Vâng. Tính ra là món nào ở đây là món mà gọi là best seller, bán nhiều nhất ở đây anh? Cái món nào cũng nhiều hết á. Món nào cũng nhiều hả? Ăn là đa số nhiều hơn. Vâng. Món nào là ăn đều với nhau ha. Ừ. Cái mì gói hải sản là một cái con chiên hải sản gói về. Ê, bò lúc lắc. Bò lúc lắc phần này nhiêu vậy anh? Bò lúc lắc đây 80. 80 ha. Bò như đây là mắc hơn heo nha các bạn. Thơm quá. Cánh gà chiên nước mắm. Nhiều món lắm các bạn ạ. Cái này mình chưa tới Bình Nghị, ở đây có khoảng 4-5 món thôi, anh người đọc ra hồi tới 80 món. Các bạn tới đây ăn là 3 tháng là chưa hết nữa. Cứ ngày các bạn thử món. Cái đặc điểm ở đây là các món ăn là một hát chạm, khói bay mịt mờ. Cái này mà nếu mà nó không có cái mùi khói này thì nó không ra cái món này đúng không anh? Đúng rồi. Nó càng cái khói này đó. Nó phải có cái mùi áp chảo với các bạn ạ. Ở đây cơn khói mờ như này. Riêng cái phần hủ tiếu này thì sẽ có thêm một phần nhân thêm. Hình như cái nước đó là cái nước súp phải không anh? Dạ, nước lèo xương á. À. Ở đây thì mình thấy là xài đây xài bếp khò và làm lửa lớn nó cháy rất là nhanh, cho nó nhanh chín ạ. Chứ không để đồ ăn lâu. Cái phần này là nhiêu tiền anh? Cái này như 70. Quá trời gà luôn. Cái này các bạn có thể kêu gì cơm thêm rồi cho thêm phần này ăn này. Đấy, hấp dẫn quá. Cái cơm này là mình có nêm gì trống cho anh nhỉ? Hay là chỉ là cơm nguội đơn thuần thôi? Nêm rồi anh. Nêm rồi ha? Đúng rồi. Này, mấy cái chảo này hình như là mấy cái chảo gọi là chảo sắt đúng không anh nhỉ? Ừ. Chảo sắt là chảo gang anh? Gang. Chảo gang ha. Hay ở đây các bạn đứng đây ngồi coi anh nấu cũng hơi tội nghiệp. Với chào các bạn, anh đập cái chảo liên tục. Đây là một hộp mang về. Bắt cho nó cho nó kẹo lại nha. Thơm quá. Người gà chiên.
Vâng, cái này là mình bán là sao đây chị? Ví dụ một phần này mình bán là sao? 65.000. Ôi, 65.000 được cả gốc tư cho chà bá vậy đó hả? Đấy các bạn ơi, đây là cơm gà nha, đùi gà gốc tư nha. Còn cơm này là cơm chiên hải sản à? Cơm chiên chân trâu. Ô, cái phần này là cơm phần này là bao nhiêu mà? Đôi là 130. Quá trời luôn ha. Cái này 2 người ăn thoải mái. 2 người ăn đúng rồi. Còn cái này là 65.000 mà thoải mái. Đấy. Tiếng thì thường khách hàng tới là người ta sẽ ăn cơm gà xá xíu, thì một phần đó là 64.000. Ê, các bạn thì đó là best seller của quán anh. Best seller của quán luôn ha. Dạ. Cái hộp này làm nhiều ăn nhìn ngon mắt thế. Dạ, cái hộp này là cơm gà này là 57.000. 57.000, các bạn đã cầm một phần cơm gà 57.000 nha. Lúc này cô đằng trước thì không có lấy da nhìn nó không đẹp, này hộp này có lấy da cái nhìn cái hộp cơm nó ngon mắt hẳn lên luôn các bạn ạ. Rất là ngon mắt. Như vậy là ở đây đặc biệt của mình là cơm xá xíu và cơm gà. Dạ đúng rồi, cơm xá xíu là cơm gà. Rồi một cái cơm đùi vịt. Các bạn tham khảo một phần cơm gà nha. Cơm gà này mình bán bao nhiêu gì vậy? Dạ cơm gà 57.000. 57.000. Dạ. Các bạn tham khảo một phần cơm gà 57.000 nha. Mẹ. Ờ. Dạ dạ. Gà này là anh dùng là gà máy dầu nha các bạn, tức là anh không có dùng gà trường gà ấy mà anh dùng gà máy dầu. Cô khách hàng vừa nói gì anh? Dạ. Cô khách hàng vừa nói gì? Ở cô khách hàng vừa kêu là cơm mình không lấy da. Cơm gà không lấy da, hèn như thấy chú giấu đồ bếp là lấy cái da bọt đi. Không ăn da. Con gà ngon nhất cái da nhưng cô không ăn da. Đúng là sở thích mọi người khác nhau. Con rửa nó vô. Cho một bánh sốt lên, rất là tinh tế nha các bạn. Rồi. Đây là con gà. Ôi, nhìn cái da nó ngon mắt nha. Dạ, đây là gà xì dầu, gà xì dầu. Gà xì dầu này là nói về công thức nó có giống như gà luộc chứ không anh ha, kiểu nó dạ, đặc không? Thì gà xì dầu thì hoàn toàn khác gà luộc. Gà luộc thì mình chỉ luộc với nước sôi thôi. Dạ, còn gà xì dầu là mình luộc với nước tương. Dạ, mình luộc với nước tương và các loại thảo mộc khác như là quế rồi chừng bì rồi mấy cái đó đó. Dạ, thảo quả. Mà mình có làm cái gì không mà các em thấy cái da thì nó ngon quá trời tròn. Dạ không, thì cái này là thường nó sẽ là cái sau khi mình luộc á, rồi cái mỡ gà nó tiết ra thì nó sẽ bóng như vậy. Dạ. Vâng, đấy các bạn ạ. Đây là con gà xì dầu quả nha. Ở đây mình có bán nguyên con không anh? Dạ có, một con như vậy là 400 ngàn. 400 ngàn một con. Con này chắc tầm khoảng gần 2 kg nha. Dạ con này khoảng ký 6 ký 7 á. Vâng. Dạ, bên tụi em có thể cưng cho anh xem. Cân luôn các bạn này. Đấy, bây giờ anh cân lên cho mình coi luôn này. Gà u nu nữa bạn này, gà chống gà máy dầu quá là một trong những loại gà nó cái này còn thiếu cái đầu nha. Dạ rồi. Đấy là tầm 96 đấy. Đấy, tức là ở đây mình thấy là con gà máy dầu nó rất là mập và nó béo, cái con nó béo con gà. Nhìn ngon quá vậy, nhìn con gà nhìn ngon quá. Dạ. Cái này mua về gà cúng tuyệt vời anh ha. Dạ đúng rồi. Ví dụ như mà mấy hôm trước bên mình có đồng chí á, vâng. một ngày quán anh bán tới 40 con gà liền. 40 con gà. Dạ, gà cúng á, ngày đồng chí. Đấy, dạ. Như vậy các bạn có thể mua gà cúng ở đây nha. Còn ở bên kia em thấy vịt là mình bán sao anh? Vịt á? À dạ, vịt thì 360 một con. Ô gà còn rẻ hơn con gà này. Dạ, rẻ hơn gà. Ủa, các bạn thấy chưa? Lần đầu tiên mình thấy mà có chỗ bán vịt quay mà còn rẻ hơn gà nha. Chứng tỏ là gà đây là đặc biệt lắm nha. Dạ. Gà vô cùng đặc biệt. Đấy. Thế còn gà luộc kia sao anh? Chỉ gà nước tương là mắc thôi. Dạ. Còn gà luộc thì vẫn là 400 ngàn một con. Ồ. Dạ. Đấy là gà nước tương mắc hơn hả? Ủa?
này phải không? Đúng rồi. 153.000 ấy chứ. Sập sam mặn. Sập sam, sập mặn sam nhé. Sập sam, sập si mặn chất. Rồi. Giờ 4-5 dĩa cơm ở phòng trước sau. Ba dĩa nào đi trước? Cái tiệm ha. Con cái gà, con cái giấy gà xào không có giấy gà luộc nha. Rồi. Cái rồi làm đi. Ủa một hay hai hộp à? Có hai hộp á. Rồi một cái gà lòng không lấy trứng. Có giấy vô. Có giấy vô. Giấy đâu? Tôi mới thấy là nhét cái giấy này nè. Rồi cái giấy hai cái cơm gà của ông Kiên nào? Đưa qua cho ông Kiên rồi, qua bỏ ông ba thủ rồi đó. Hai hộp cơm gà có giấy vô. Có giấy rồi. Rồi một cái cơm vịt heo nữa thôi. Đúng rồi. Nhĩ dù rồi. Rồi. Làm. Dịch heo trước. Thúc đẩy xíu rồi đang làm. Dịch heo. Rồi hai cái cơm gà. Cái này mới à? Mới à? Khùng hả? Cái chú ngoại đợi nãy giờ cái gì mà cơm gà chứ? Chú nãy vô trước lâu rồi mà.
luôn luôn cũng ngọt. Ơ bạn cũng ngồi cho lòng. Theo quay ra nó giòn được ghê nhỉ? Dạ. Đúng hết chưa? Đúng hết chưa? Hả? Hay. Dạ mời. Trời ơi, tối chè sai gì á. Heo quay mình ở đây cũng có vẻ rất đặc biệt anh nhỉ. Dạ đúng rồi. Ờ này em thấy cách mà heo quay nó giòn khấu luôn. Heo quay da giòn. Ồ các bạn có nghe tiếng tiếng heo không? Tiếng da nó giòn quá trời giòn. À đúng rồi, cái xá xíu nó là mình dùng thịt gì anh? Dạ thịt ba rọi á anh. Ba rọi. Dạ thịt ba rọi. Xá xíu nướng. Dạ thịt ba rọi thường á mình phải đủ, mình phải lựa tới mà những cái ba rọi mà đủ từ 3 tới 4 lớp thịt, lớp mỡ. Dạ nó phải san kẽ nhau thì lúc mà nó nướng ra thì mỡ nó tan thì xá xíu nó săn lại nó mới ngon. À dạ. Là cái xá xíu nướng là nó sẽ đặc biệt hơn cái xá xíu kia là như thế nào anh, tức là nướng. Dạ, xá xíu nướng á thì mình sẽ trực tiếp dùng lửa nướng nó thì cái độ lửa mà nướng nó sẽ cháy nó lớn hơn thì cái thịt xá xíu nó có cái mùi mà mùi khét á thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Dạ, còn xá xíu kia thì ăn nó sẽ bị ngọt vị với lại cái nước của nó sẽ đọng lại trong cái chảo của mình. Còn xá xíu nướng thì mình nướng nó cái nước thịt của nó sẽ nhiễu xuống và nó sẽ bị nó sẽ khô lại, cái thịt nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà em gì thì biết xá xíu em vẫn còn cảm giác cái độ mềm của nó đó. Dạ tức là nó không có bị khô quá. Dạ nó không bị khô quá. Vì nó cũng không có bị ướt quá, giống như là mình khìa thì nó vẫn nằm trong cái chảo đó, nó chỉ ăn toàn là sốt thôi chứ không có ăn được thịt. Đúng rồi. Dạ. Đấy hay đấy các bạn ạ. Nó vừa ra bớt được mỡ nữa ngoài. Dạ đúng rồi. Đấy. Cái dĩa này mình đang bán cho khách cái này là bao nhiêu đây? Hấp dẫn quá. Dĩa 101. 101 ha. Dạ, dĩa này là thập cẩm 101. Thập cẩm 101. Dạ. Ôi hấp dẫn chưa các bạn. Hôm nay ăn chụp cái này là mình bán theo thố hả chị? Dạ, một thố này là bao nhiêu chị? Dạ, bảy mấy ngàn. À, chín mấy ngàn ha. Ở đây là có cái món, cái này là cái món gì đấy chị? Đậu hũ tứ xuyên, khâu nhục, cái đó mình biết ạ. Còn cái món trứng này là trứng gì chị? Chả cua. Đây là có cái món cá kho tổ. Ở đây như vậy là mình cứ bán theo từng phần từng đúng thố rồi, như thế này. Khách kêu thố nào thì mình làm thố đỏ, ví dụ kêu heo quay hay đỏ thì mình làm bỏ vô nóng lên sôi mình đổ đồ rồi vô đem đi cho khách. Các bạn chân thịt nữa nè. À, đây là cái gọi người Hoa người ta kêu hàm dĩ. Vâng. Ừ, còn này chả cua nè, heo quay hấp chao đỏ này, đậu hũ tứ xiên. Vâng, tức là khách cứ kêu khách ăn phần nào là mình thì đúng rồi, khách kêu phần nào thì mình để lên lò mình nấu nóng xong rồi mình bỏ đồ vô mình lấy mình bắt đầu mình mới đem đi. Dạ. Đem cho khách. Ở đây là có một cái điều rất đặc biệt, đó là đồ ăn được làm nóng liên tục các bạn, tức là mỗi lần các bạn kêu ra thì sẽ được đun nóng lên. Này canh gì đây? Dạ, canh rong biển. Canh rong biển. Canh rong biển tiềm sườn hả? Ôi canh rong biển tiềm sườn. Ở bên kia thì mình thấy là cái tủ có rất là nhiều canh các bạn nha. Đấy. Canh tiềm. Đó là canh tiềm, canh bông adiso. Canh bông adiso. Đúng rồi. Cái này mình có tất cả bao nhiêu loại canh canh vậy chị? Mười mấy loại canh luôn. Mười mấy loại canh luôn ha. Thố này là bao nhiêu? Thố này nhiêu? 68 ngàn. 68 ngàn. Dạ. Để có canh tiềm.
tiềm, canh tiềm để bổ nè, có gà ác, nè, ốc heo, bắp bò. Rồi làm đó là bổ. Vâng. Còn canh này toàn bộ là canh mát, canh giải nhiệt. Tức là có canh bổ, có canh mát. Đúng rồi. Ồ, tức là phân ra rất là rõ ràng các bạn ạ. À. Cái món này gọi là tên là gì? Cá hấp. Cá hấp. Cá ba sa hấp hành gừng. Cá ba sa hấp. Ôi, nhìn ngon mắt quá các bạn ơi. Ở đây em có cảm tưởng là cái món khâu nhục bán nhiều chị nhỉ? Đúng rồi, đây khâu nhục là bán nhiều. Bán được đậu hũ mà bô với khâu nhục là bán nhiều. Vâng. Đấy, ở đây mình thấy là có vẻ là khâu nhục là cái món bán rất là chạy ở đây các bạn ạ. Mà như các bạn thấy là khâu nhục là cái món đặc sản của người Hoa, một cái món đặc trưng của người Hoa. Đấy, ở đây thì các phần đồ ăn thì người ta cứ phân theo từng thố ra thành như thế này này và được đốt lên một cái lò nóng hổi liên tục luôn. Đấy. Tức là bán theo lò, bán theo lò, bán theo phần. Nóng hổi luôn ạ. Ở đây mình xài là xài cơm gì vậy anh? Dạ. Ở đây mình xài là xài cơm gì anh? Dạ, cơm là cơm cốt gà với là cơm chăn. À. Cơm cốt gà và cơm tùng sẽ nấu chung với cả cơm cốt gà. Giống là cơm gà chứ mỡ với cơm gà đấy ha. Dạ. Cơm cốt gà và cơm gì? Dạ. Em nói cơm cốt gà là cơm gì? Là cái cơm thường á sẽ nấu chung với cả nước cốt gà. Nó sẽ cho ra được cái cơm cốt gà. Rồi cơm loại thứ hai là cơm gì? Cơm trắng là cơm bình thường. Nhưng khách sẽ không ăn được cơm mỡ thì nó kêu cơm chăn. Rồi. Ở đây món gì ra nào mà món không được mình bắt chất em? Nhiêu đức thì đa số chủ yếu là mabo với lại châu đỏ là bánh ngắt. Là món này à? Dạ, đây là heo quay hấp chân đỏ. Heo quay gì em? Heo quay hấp chân đỏ. Đây là cái tủ canh của anh nè các bạn này. Quá trời canh luôn. Dạ, cái này ở đây là khổ qua dưa cải. Ờ, khổ qua dưa cải. Ở đây mình có tất cả bao nhiêu loại canh vậy anh? Dạ, 12 rồi. 12 loại canh là hết cái tủ này luôn ha? Dạ, ở mấy tủ này rồi. Xá xíu hả chú? Dạ, xá xíu. Dạ, xá xíu. Ôi, xá xíu nhìn ngon quá. Đây là cơm gà. Cơm xá xíu này nhiều phần chị? Dạ, 88 ngàn. 88 ngàn luôn hả? 88. 68 ngàn. Dạ. Rẻ hơn cơm gà. Cái đó là phần xà phi ấy chị? Gừng mặn à, dạ. Những cái gì cơm gà là gì là muốn ăn liền rồi các bạn ạ. Đấy, ở đây mình thấy còn có cả phần cơm phá lấu này. Một giờ hộp cơm, một cái phần cơm nhìn nó không có gọi là quá hầm hố nhưng mà nhìn nó rất là gọi là chỉnh chu. Hộp cơm rất là chỉnh chu. Này là phá lấu mang về. Cái này là con gà. Gà mang về ha. Đấy,
các bạn đang tham khảo dừa này là có giá là 80.000 nha các bạn. Giò hầm mềm, giò hầm đồ hộp. Tạ Uyên, Nguyễn Thị Nhỏ và đường Tạ Uyên. Khi khu này mình không rành cho nên mình phải hỏi các bạn ạ, mình xin giới thiệu nha. Phía ngoài kia, cái này, cái phía đằng đằng sau mình này. Đó, các bạn thấy ngã ba phía trước không? Ngã ba phía trước là đường Nguyễn Thị Nhỏ nha. Và phía đằng sau này này, đằng sau là đằng kia là đường ngã ba phía đằng trước mặt các bạn luôn á, ngã ba ngã tư gì đó là đường Tạ Uyên. Đấy, ở đây là một cái đường này nó rất là vắng người nha các bạn. Đường này là mình thấy là về đêm cực kỳ vắng người luôn, nhưng mà khi mà bước vào cái quán này thì mình lại thấy rất là đông khách. Đặc biệt ha. Đây có hai cái bếp lò, mình thấy là nấu liên tục luôn. Nấu liên tục luôn. Quán ngày hôm nay là một cái quán rất là đặc biệt. Lần trước thì mình có giới thiệu một cái quán cơm Triều Châu. Sau đó thì được một bạn khán giả là vô là bình luận và nói là nếu mà ăn cơm Triều Châu á, thì ở gần... thực ra thì quán cơm Triều Châu thì ở khu vực quận 5, quận 11 này này thì còn có 4-5 quán thôi. Và các bạn ấy vô bình luận nói với mình là nếu ăn cơm Triều Châu thì vô đường Tạ Uyên, có một quán rất là lâu đời rồi. Đến đây ăn thử đi, quán này ngon có tiếng ở khu vực này đấy. Cho nên là mình hôm nay là mình đi qua cái video này, mình đến quán này mình trải nghiệm là gọi là theo lời của khán giả nha các bạn. Đấy, bây giờ mình vào nha. Ở đây thì mình thấy là có một chú là đứng trong này là sách, nãy giờ là sách liên tục luôn. Làm đồ ăn một cách liên tục luôn. Quán mình có giao hàng không chú? Có, là khách đặt à, mình không có giao khách đặt. À, khách đặt là mình, khách đặt là mình đến từ lấy chú ha. Lấy. Dạ. Cái đó đưa qua, chú qua số 8. Dạ. Đấy, ôi các bạn ơi. Cá hường, cá bạc má. Cá hường, cá bạc má. Có món này mình bán sao chị? Con 80.000. Con 80.000 hấp lên ha. Hấp lên xong mình trang cái nước tương lên hả chị? Dạ, tương hột á. Dạ, tương hột. Chị ơi, cái nồi này là nồi gì đấy chị? Huyết đậu hũ trứng kho. Trứng kho. Cái này huyết mình bán sao chị? 12.000, trứng này 10.000. Trứng 10.000, huyết là 12.000. Đậu hũ này là 4.000. Dạ. Đậu hũ kho. Dạ. Đấy. Quán này thì nằm ở địa chỉ là 243 đường Tân Thành, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây thì mình thấy có một chú là chuyên đứng ở trong quầy, tức là sẽ có một chú đứng riêng luôn, đứng riêng để làm nhiệm vụ ra đồ ăn. Ở đây thì mình thấy có hai chú lớn đứng ở trong quầy và làm rất là nhanh. Đấy. Chú cắt cái đậu hũ rất là nhanh. Làm mấy cái ruột này mà mình làm một kỳ là nó hôi đúng không chứ? Ừ, sao có lắm. Vâng. Đây là mấy cái này cực các bạn ạ. À. Lắm cho nên em đi nhiều nơi em thấy đâu có nhiều người bán. Dạ. Trong cả cái khu Sài Gòn này hình như còn có 4-5 điểm bán cái món của mình. Đếm trên đầu ngón tay. Vâng, đếm đầu ngón tay luôn, rất là hiếm. Đã cực đó, người ta không chịu làm. Dạ. Với lại thời bây giờ mấy trẻ không có chịu làm. Dạ. Mình ở đây mình còn cái món khô nhục không chút. Không đó. Cái nó là người Huệ. À, thôi không có khô nhục là người Hải Phòng. Người Hải Phòng ha. Người ta nói mà làm mỗi người một cái đặc trưng riêng. Có một cái đặc trưng riêng, nhưng mà người Việt cũng đặc một món đặc trưng riêng vậy đó. Vâng. Mọi người Việt có món nào thì hay, món nào đặc trưng là khác. Dạ đúng rồi. Thì mỗi người cũng nói là hầu hết các món đây thì như con thấy là nó đều được làm mềm đó chú ha. Đúng rồi. Cái ruột kia là hình như là mình cũng chia giống như phá lấu hả chú? Đúng rồi, toàn bộ phá lấu. Phá lấu hả chú hả? Ở đây thì con thấy coi phần ruột tai này, phần bỏ tư á. Nên phần nó chia cũng mềm hết trơn luôn. Mỗi người nói một cái, tức là cái suy nghĩ khác nhau vậy. Còn mình làm theo cha mình bỏ ngày thấy ổn, nhưng mà bây giờ chắc là không có ai tiếp, là chắc phải bỏ ngày thôi, mà lớn tưởng cũng đâu có làm nữa.
Nãy giờ như con cái con để ý, con thấy là người ta ăn nhiều nhất là cái món dưa, dưa với lòng chứ nhỉ? Lòng dưa á. Món nào anh không thích? Quá trời luôn. Đây, cái chú đang làm một phần dưa lòng chứ. Ở đây thì mọi đồ dùng hết chứ. Ở đây là trong quán các bạn. Tức là người ta dùng cái gì bằng cái dĩa sứ để sành các bạn, không có dùng đồ nhựa. Đấy, đó là một điều rất là tuyệt vời. Cái dĩa đây là xài sứ tới hồi xưa tới giờ mà. Cái dĩa xài mấy chục năm, có cái dĩa là tôi xài mấy chục năm á, dĩa của hồi xưa đó. Sau này nó bẻ mới thay thế cái dĩa mà của hiện đại. Hồi xưa hiện hồi xưa xài bền lắm. Xài mấy chục năm. Mấy cái món đó, ví dụ như mấy cái món cá thì mấy món phụ qua là mình mới ra sau hay là không, nó có từ ngày xưa lồng lộn lồng lộn hồi xưa đó hồi xưa nhiều luôn ha. Cái món lòng là một cái món phải rất là kỹ đúng không chú? Dạ, đấy. Tức là món lòng là một cái món mà đòi hỏi cái cách làm nó rất là kỹ nha các bạn. Tức là nếu mà các bạn mà không kỹ á, thì làm cái món này rất là khó ăn. Cho nên là để mà ăn được cái món này là cái người chủ quán người ta phải rất là kỹ. Kỹ lắm, cực kỳ kỹ luôn. Đấy. Nếu mà đứng ở đây thì lâu lâu các bạn sẽ nghe các cô chú ở đây nói tiếng Hoa với nhau. Chú ơi, chú cho con một phần ở đây, người khách người ta hay ăn phần nào nhiều chú? Cho thập cẩm đi. Thập cẩm ha. Dạ, chú cho con một phần thập cẩm ha. Còn cái phần này sao chú, cái phần đầu còn không chú? Cái đó là 80, phần thập cẩm em lấy 120. Cho con phần 150 đi chú. Còn cái móng không à? Còn móng không à? Thôi hết giò rồi hả chú? Hết giò mất tiêu rồi. Thôi vậy chú cho con một cái phần thập cẩm. Dạ, phần thập cẩm đi chú. Phần thập cẩm. Canh phụ qua canh sen. Vâng. Trời ơi, cái món đồ, cái món này là hết luôn hả chú? Ôi tiếc quá. Con đang muốn ăn cái món giò heo hầm hầm đậu phộng á. Dạ. Hầm mềm không phải đậu phộng. Dạ, hầm mềm ha. Dạ. Thì hết rồi các bạn ạ. Hôm nay mình chỉ ăn một phần thập cẩm và một cái phần giò heo hầm mềm, nhưng mà chú bị hết rồi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ ăn một phần thập cẩm. Cái này là cái gì anh? À, cá mặn. Cá mặn thơm mềm. Ý là loại cá gì á? À, cá chép. Đây là một chảo cá chép làm cơm chiên cá mặn. Thơm quá nhỉ. Cái này là mình cái này mình gọi là cái khâu gì đây? Cái này mình ghim à. Cái này mình phải xào lên. Xào lên cá cho cá nó tới thì mình mới xào chiên cơm được. Chứ để qua nó vô nó tanh.
Vâng. Ồ, cái này thơm quá nhỉ. Em nghĩ là cái này nếu mà mình múc ra mà mình ăn với bún nó cũng ngon lắm anh nhỉ. Trời ơi trời, ăn cơm trắng với bún nó hết sảy em. Hết sảy cả mày luôn này. Anh tên gì anh? Anh Tám. Anh Tám. Đây là anh Tám phụ trách bên bếp bên này các bạn ạ. Ở đây mình thấy có 2 4 6 8 cái bếp. Mấy cái bếp này là bên này là khu này là chỉ có cơm hay là cái gì anh? Khu bên này là phụ trách món khu gì? Khu bên kia là cơm, khu bên đây là bò né. Bò né. Đây là hủ tiếu. Nó đậu nó lên nó ngon, nó tới. Vâng. Nó tới đầu nó mới rút. Nó rút cái dầu nó vô, nó rút vô đầu nó mới nhả ra thì nó mới còn thơm nữa. Vâng. Em sao vậy em để lâu được, nó không sao, 2-3 ngày là em bán hết trơn. 2-3 ngày là hết một trận nữa này. Ừ. Vâng. Rút một phần cơm là mình múc nhiều không? Hả? Phần cơm này mình múc được như đây à? Vâng, vâng. Đó là nó tới rồi. Thế thế bán hết cả cái đào này biết bao nhiêu là phần nhỉ? Quá trời rồi. Cái này là thịt cá chép mình gửi ra. Thơm lắm các bạn, thực sự là đứng trước cái chảo gọi là cái chảo thịt cá chép này là muốn gỡ ra là gọi là muốn lấy một chén cơm ăn ngay là tức rồi. Thơm quá. Có khi nào mà chơi hết full cái bếp này không anh? Trời ơi, bữa em không vô chủ nhật đâu bán full bàn không? Chủ nhật là full bàn không? Bữa nào cũng full bàn á, tại nay trời mưa, em thấy là bữa nay em đi trời mưa chứ mỗi bữa là em không vô được. Vâng. Em không vô được tại tư vấn đâu. Vâng. Đông quá anh à. Nè, món gì đây? Cơm xào hay sao? Thế là tính ra là anh Tám là làm được nhiêu năm đầu bếp rồi anh? Ba mấy năm đó là làm cho người Hoa mà. Vâng, là đầu bếp Hoa chính gốc luôn đó. Vâng. Bên Triệu An là em biết rồi. Vâng. Đấy. Tính ra là món này là món gì đây? Hả? Món này là món gì? À, mì xào bò. Mì xào bò. Mì gói xào bò. Vâng. Cái này là mấy phần mà nhiều chứ anh? Hai phần. Hai phần ha. Trời ơi, bữa nay là em hên lắm rồi, mọi bữa là không có giờ này cho em bóng nhắn đâu. Không có cửa mà đứng đây đâu đúng không? Không có cửa đâu. Đấy. Wow, xào quá trời xào. Quá trời ơi. Hôm nay nói thật với các bạn là mình biết là mình khen bộ bếp. Mình nói này thì nó hơi bất lịch sự chút xíu và nó hơi chật chút xíu. Nhưng mà mình năng lượng cái lúc này là vắng nhất. Hôm nay mình đi quay là đúng cái ngày trời mưa. Thế là hơi vắng chút xíu, mình cố gắng mình thấy hơi vắng một ngày vào mình nói chuyện chút xíu với anh đầu bếp. Đấy. Ở đây thấy có một cái nồi nước này là nồi nước gì anh nhỉ? À, nồi nước súp. Nước súp mà. Em đứng đây hơi phiền chút xíu nha. Không sao đâu, trời ơi em. Này, tiếp tục làm cái gì đây? Đâu, cũng nói nữa. Cũng nói luôn hả? Ừ, cách ăn nó khoái mấy cái này. Vâng, món này có vẻ nhiều người gọi anh nhỉ? Đủ thứ hết. Em thấy bán không có kịp hết luôn. Vâng. Bếp này đây sáng hả? Ừ. Dạ, em thấy bếp quá trời sáng luôn. Ây à, chỗ cắt cái này đẹp lắm. Vâng. Làm ở dưới đó mà. Vâng. Thế là cái quán to vật vả này mà vẫn chưa hết là còn quán nữa hả? Ủa đẹp lắm. Còn hai quán kia còn đẹp lắm. Ở giờ đầu mối á. Vâng. Trước kia ông chở đi rồi ông chở rồi. Để em đi. Đây các bạn này, bên này là cơm dạ, cái này là dương viên châu bò. Đây dương là viên châu bò. Dương châu hải, cơm chiên hải sản bò. Cái này là dương châu bò. Dạ đây hải sản bò. Hải sản bò. Dạ. Nhìn nó hơi giống nhau nhỉ. Dạ, một phần dương châu với lại bỏ bò lên luôn.
Hai phần này nhiêu, phần nhiêu? Dạ, một phần cỡ 55 anh. 55 ngàn, ôi dạ, cơm bò ngon quá. Cái này là cơm chiên trân châu à? Dạ, cơm chiên trân châu mình kết hợp mình sẽ bỏ bò lắc lên ăn ngon anh. Tuyệt vời ha. Dạ, ngon lắm. Bò bít tết, cái này bò được ướp sẵn à? Dạ. Cái này bò ướp sẵn này không? Dạ, đây là mình bò ướp sẵn rồi. Phần này là bao nhiêu một tiền một phần? Dạ, phần này là phần bò bít tết này là 65 ngàn một phần. 65 ngàn. Dạ, đúng rồi. Nó có đồ ăn kèm gì đâu? Dạ, có đồ ăn kèm là một phần rau trộn với bánh mì ạ. À, các bạn đang tham khảo một phần bò bít tết 65 ngàn của quán nha. Thơm. Món này là món gì vậy anh? Món này là món mì xào giòn hải sản anh. Mì xào giòn hải sản. Dạ. Thì những cái món này có vẻ là quán mình là khách ăn nhiều ha. Dạ đúng rồi. Món này, đây món này với món hủ tiếu xào là best seller. Best seller luôn hả? Vâng. Best seller của quán các bạn ạ. À. Đây là. Vâng. Vâng. Vâng vâng. Dạ. Best seller. Cái đĩa mì nó khá là đầy ha. Phần ăn ở đây anh ơi. Vâng. Quá trời nhiều luôn. Bò bán đã lắm. Vâng. Món này món gì đây anh? Cái bò lắc. Bò lắc hả? Dạ. Thank you.
thực sự là cái mùi này là muốn ăn cơm ngay lập tức luôn.